Chào Hảo Lê nha. Chào Nguyên Sơn nè. Con chào Út nha. Chào Hoàng Vũ. Chào Quốc Vương. Mọi người vô chấm bài giúp mình nha. Hôm nay em tả hết luôn nha mọi người. Em tả hết tất cả các áo luôn nha. Đồng giá 100k 3 cái nha mọi người. Chào Minh Hải nè. Mọi người có nghe rõ không ạ? Em chào chị Ánh nha. Chào Ngân Trần nè. Mua bao nhiêu cái cũng không có free ship nha em. Tại vì bên chị là chị sale là sale giá vốn luôn rồi, cho nên là không có free ship được cho mọi người nha. Kể ca sĩ lấy vài chục cái em cũng không free ship nha. Ok em nha Huệ Nguyễn. Sao anh? Sao Hoàng Vũ? Rồi nha, mọi người vô rồi thì chấm cho em một chấm đi để em biết em lên đồ cho mọi người lựa nha. Ok em nha Hoàng. Chào Trang Hà nha. Mọi người vô rồi thì chấm cho em một chấm đi để em lên đồ cho mọi người xem nha. Hello bà ngoại. Rồi mọi người chia sẻ like giúp em đi ạ. Rồi em lên đồ cho mọi người xem nè. Hôm nay em sale tất cả các áo cho mọi người nha. Hôm nay em sale tất cả các áo luôn nha. Đồng giá 100k 3 cái nha mọi người. Em sale xả kho để em nhập hàng mới về nè. Mọi người chia sẻ giúp em đi ạ.
Chào chương trình vàng nha. Mọi người đã vô rồi thì chấm cho em một chấm đi, để em lên đồ cho mọi người lựa nha. Bé Tâm vô chưa bé Tâm? Xin chào. Anh chạy đi đâu vậy? Rồi nha. Áo này là form 60-62 kg, đỡ lại mặt vừa nha mọi người. Tay là cái kiểu nó săn tay như thế này nha. Rồi 60-62 kg đỡ lại mặt vừa nha mọi người. 60-62 kg đỡ lại mặt vừa nha. Anh lấy con này comment xám cho em nha. Xám nha. Xám nha mọi người. Đồng giá 100k 3 cái nha mọi người. Ai lấy con này comment xám giúp em nha. Xám nha. Ai lấy con này comment xám giúp em nha. Xám nha. Chất liệu là thun lạnh nha. Cái này chất liệu thun lạnh nha mọi người. Thun lạnh nha. Ai lấy con này comment xám giúp em nha. Xám nha. Chào Thanh Phong nha. Đây, con này con màu hồng nha. Con này là form 55 kg trở lại mặt vừa nha mọi người. Form 55 kg trở lại mặt vừa nha. Chất khung rất là dày dặn nha. 55 kg trở lại mặt vừa nha mọi người. Ai chốt con này comment hồng giúp em nha. Chào Vũ Thảo nha. Chào mấy bạn mới vô nha. Chào Ni Hà nha. Ai lấy con này comment hồng giúp em nha. Form 55 kg trở lại mặt vừa. Em nhắc lại với mọi người là em sale đồng giá 100k 3 cái cho tất cả sản phẩm nha mọi người. Đây, ai lấy con này comment hồng giúp em nha. Hồng nha. Hồng nha mọi người. Rồi một em xám nữa. Xám này có viền tai, viền cổ nha mọi người. Con này cũng form từ 58 kg độ lại mặt vừa nha. 58 kg độ lại mặt vừa nha. Hello cô Trang. Cô Trang nè chip ơi. 58 kg độ lại mặt vừa nha mọi người. Ai lấy con này comment mã 1 cho em nha. Mã 1 nha. Mã 1 nha mọi người. Mã 1 nha. 58 kg độ lại mặt vừa nha. Ai lấy comment mã 1 giúp em nha. Mã 1 nha. Rồi con này size to nha mọi người. 75 kg độ lại mặt vừa nha. 75 hơn 75 kg cũng mặc được luôn nha. Màu hồng sọc rất là dễ thương nè. Có túi trước ngực nè. Có túi trước ngực nè. Cái này là form bự nha mọi người. Form bự nha. Ai mà to to tầm 75-80 kg đổ lại mặt cũng được nha. 75-80 kg đổ lại mặt cũng được nha mọi người. Chào Lâm Nguyễn nè. 75-80 kg đổ lại mặt cũng được nha mọi người. Con sọc hồng rất là dễ thương luôn nha. Sọc hồng rất là dễ thương luôn nha. Rồi một em tím nhạt nha. Tím nhạt nha. Form 70 kg rồi lại mặc vừa. Tím nhạt nha. Cũng có túi luôn nha mọi người. Tím nhạt cũng có túi luôn nha. Thun lạnh hết nha mọi người. Cái này là thun lạnh hết nha. Chào Sáu Trúc nè. Sao tụt veo rồi. Chào Lưu Chiến nè. 60 kg trở lại mặc vừa nha mọi người. Form 60 kg trở lại mặc vừa nha. Ai lấy con này comment mã 2 cho em nha. Mã 2 nha mọi người. Mã 2 giúp em nha. Mã 2 giúp em nha mọi người. Chào Thanh Thúy nha. Con này form rộng nha mọi người. Con này em cũng sale luôn 35k cho mọi người nha. Con này 35k là rất là trẻ luôn đó. Để em cho mọi người xem. Con này á bao nhiêu ký mặc cũng vừa hết. Mình mặc với cái lịch bụng nha. Mình mặc với cái đai á.
bao nhiêu ký cũng mặc vừa nha mọi người. Mình mặc với cái đai nè, cái dạng nó dán suông suông như thế này rất là xinh nha mọi người. Dán suông suông như thế này rất là xinh nha, bao nhiêu ký cũng mặc được nha mọi người. Cái này bao nhiêu ký cũng mặc được nha. Ai chốt cái này lấy sơ mi giúp em nha, sơ mi giúp em nha. Con này mặc lên rất là đẹp luôn á. Mình mặc với cái lịch bụng như này là mình phối với lại quần jean hoặc là quần đồ gì mặc cũng đẹp nha mọi người. Ai lấy con này comment sơ mi trắng giúp em nha. Sơ mi trắng nha mọi người. Chào Úc nè, chào Vũ Minh Vũ nè, chào Hợp Phạm nè. Rồi ai lấy cái này comment sơ mi trắng giúp em nha. Cái này mặc rất là xinh luôn. Ai mà mặc cái này vô là rất là sang luôn nha mọi người. Đồ đẹp quá, cảm ơn em nha. Cái này mặc rất là dễ thương luôn nha, rất là dễ thương luôn nha. Ai lấy cái này comment sơ mi trắng giúp em nha. Áo này em sale quá trời rẻ luôn rồi đó mọi người. Chào Nguyễn Út nha em. Áo này em sale rất là rẻ luôn rồi đó nha. Ai không lấy là tiếc ráng chịu đó. Ai không lấy là tiếc ráng chịu nha. Sáng nay là chị gửi hàng đi hết rồi đó nha. Mọi người chuẩn bị nhận hàng đi nha. Sáng nay em gửi hàng đi hết rồi. Sáng nay em gửi hàng đi hết rồi nha mọi người. Đúng rồi, chị bán đồ em. Rồi còn một con siêu phẩm này nha. Siêu phẩm này em sale luôn 40k cho mọi người nè. Cái này là cái áo nha. Áo với cái váy là nó liền luôn như thế này nè. Áo với váy là nó liền luôn nha. Liền luôn nha mọi người. Ở dưới này nó có bo giống như là váy giống như là cái bí vậy đó. Váy bí á. Đấy, tay dài nha. Con này cực kỳ xinh luôn nha. Em sale chỉ 40k thôi nha. Rồi nha, em sale con này chỉ 40k thôi nha. Ai lấy con này comment váy giúp em nha, váy nha. Con này cực kỳ đẹp luôn nha mọi người. Con này cực kỳ đẹp luôn á, form tầm 55 kg đổ lại mặt vừa nha. Ở này nó có thun nè. Rồi ai lấy con này comment cho em váy nha. Váy nha mọi người. Váy nha. Hello ba muội, hôm nay có mấy cái áo mới về đẹp lắm rồi ba muội. Đây nha, ai lấy con này comment váy cho em nha. Cái này là form từ 55 kg độ lại mặt vừa nha. Cái áo với cái váy nó dính liền như thế này, chỗ này có hung nha. Chỗ này có hung nha. Đây. Con chào má. Em like lại cho mấy bạn vô sau xem nha. Cái áo này cực kỳ xinh luôn nha. Có mấy bạn mới vô nè, em like lại cho mấy bạn mới vô xem nha. Cái sơ mi này rất là đẹp luôn nha mọi người. Cái này với lại nịt đó. Đây nha, con này bao nhiêu ký mặc cũng vừa nha. Cái này rất là đẹp luôn nha mọi người. Ba muội có thích cái này không nè? Cái này mặc đẹp lắm nè. Cái này mình mặc với lại quần á. Mình mặc với lại quần jean hoặc là quần đồ cũng được nha mọi người. Mặc cái form giấu quần cũng cực kỳ sang luôn nha. Cái này thì em hơi nhỏ con nên là em mặc nhìn nó hơi
nó hơi lượng thừa một xíu, nhưng mà ai mà bự con hơn thì rất là đẹp nha. Ai lấy cái này comment sơ mi giúp em nha. Vừa nhận hàng đẹp lắm chị ơi, cảm ơn em nha. Sáng nay mình đã gửi hết tất cả các đơn cho các bạn rồi nha. Cho nên là ai có đơn thì chuẩn bị nhận hàng đi nha. Cái gì vậy? Con vô cho bà nội hai với là cô lúa xem hả? Nó nhõng nhẽo rồi nè bà nội ơi. Chiếc nó nhõng nhẽo rồi bà nội ơi. Rồi nè con là chiêu quậy, con lên con quậy rồi nè, con khỏi cho làm cái gì hết trơn luôn, con khỏi cho làm luôn. Sao mẹ đang làm mà sao con quậy? Rồi mọi người muốn xem cái gì nói đi, em lên cho mọi người xem nha. Áo đó em sale luôn 35k nha. Áo sơ mi nãy sale luôn 35k nè. Cái nãy mặc cực kỳ dễ thương luôn á, mặc lên sang lắm luôn á. Áo sơ mi 35k nha mọi người. Chỉ 35k thôi. Đây con đứng đây đây nè. Con chơi đi. Sao mỗi lần mẹ làm rồi không vậy? Trà thư bùi nha. Cái này mặc lên đẹp lắm luôn á. Nè lấy cái này đi nè, 35k thôi. Trà thư bùi chào ly nhóc nha. Rồi nha, còn cái áo tím nữa. Cái này tầm 60kg đổ lại mặt vừa nha. 60kg đổ lại mặt vừa, thun co giãn nha mọi người. Cái này chất vải cực kỳ mát luôn nha. Có túi bên hông luôn nè. Ai lấy cái này comment cho em mã tím nha. Mã tím nha mọi người. Có gửi đồ cho gì? Em gửi rồi. Gia Hịnh Trần là ai vậy ta? Gửi rồi nha, hôm sáng nay mới gửi rồi. Mọi người đừng có ngại mua đồ, bởi vì sao? Mọi người ngại cái tiền ship, thật ra là cái tiền ship nó không có bao nhiêu hết á. Em gửi đây về dưới á là tầm 20-20 mấy ngàn à. Cho nên là mọi người đã mua đồ rẻ rồi mà mọi người mua tầm 5-6 cái á, thì không có ngại tiền ship đâu, tính ra một cái đâu có bao nhiêu tiền ship đâu. À chế đào hả? À, còn nếu như mà muốn ở dưới mà muốn mua thì để khi nào mà tuần sau em có gửi đồ em gửi chung cũng được, mà nếu như mà chế gửi riêng á thì cũng không có bao nhiêu tiền ship, chứ tầm 27-28 ngàn gì á, 30 ngàn đổ lại à, 30 ngàn đổ lại à, cho nên là đừng ngại tiền ship. Thôi nè. Rồi ai lấy cái này comment mã tím giúp em nha, mã tím giúp em nha. Rồi còn cái này là form. Cái này là em xem em câu like thôi. Em xem em câu like thôi, chứ thật ra em bán mấy cái này một cái em lời có mấy ngàn à. Còn nếu như mà đồ vô shop thì nó phải khác chứ. Đồ vô shop là tất nhiên là giá nó phải khác. Còn cái này là em chỉ là em sale hết cái hàng cũ để em lấy hàng mới thôi. Nên là một cái em lời có 3-4 ngàn, 5 ngàn à. Nên là mọi người không có bì được ở đâu hết trơn á. Mọi người không có bì được ở đâu hết á.
chứ chứ mấy cái này á, mọi người vô shop mua là tầm trăm mấy cái là phải rồi. Chào Lâm Quý nha. Rồi ai cái hồng này là form từ 80 kg trở lại mặt vừa nha. 80 kg trở lại mặt vừa nha. Cái sọc này rất là đẹp luôn nha mọi người. Có túi bên hông nè. Ai lấy cái này comment mã hồng giúp em nha. Hồng giúp em nha mọi người. Dạ thì cứ lựa trên like đi chế. Tại vì cái này là em sale mà, cho nên là mọi người không có bị được giá người ta bán trên shop đâu. Cái lời nông ca ít quá. Em chào Hà My nha. Nè, chế lấy cái này nè, 60 kg nè. Để em la mấy cái 60 kg mà em cho chị xem nha. Cái này 60 kg nha mọi người. Ai lấy cái hồng comment mã hồng giúp em nha. Mã hồng nha. Mã tím cũng 60 kg vừa luôn nha chế. Mã tím nha. Lấy cái tím comment mã tím giúp em nha. Mã tím cũng 60 kg nha. Rồi nha, cái xám này. Con thôi bán rẻ. Rồi cảm ơn em nha nha Nguyễn Nốt. Đợi em xíu nha. Con em nó phá quá. Rồi nha, ai lấy cái xám comment mã xám giúp em nha. Mấy cái này em lên là 60 kg đó chị. 60 kg đó, 60 kg đổ lại mặt vừa hết đó. Nè em, mấy cái này em mặc vừa hết đó. Mấy cái này 60 kg đổ lại mặt vừa hết nha mọi người. Ai lấy cái xám comment mã xám giúp em nha. Mã xám nha mọi người. Mã xám nha. Rồi cái hồng này là 55 kg đổ lại mặt vừa nha. Ủa bạn em hả? 55 kg đổ lại mặt vừa nha. Comment mã hồng giúp em nha. Cái này là tại vì giá em sale rồi, cho nên là mọi người đừng có so sánh ở đâu hết đó. Mọi người đừng có so sánh ở đâu, không có ở đâu bán rẻ được như đây đâu. Cái này là em sale hóa hàng cũ để em lấy hàng mới thôi. Sao con dễ mặc mà. Rồi nha, con này 55 kg trở lại mặt vừa nha. Ai lấy cái này comment mã hồng giúp em nha. Mã hồng nha. Ai lấy cái này comment mã hồng giúp em nha. Rồi cái này là form 60 65 kg trở lại mặt vừa nha mọi người. Comment mã 2 đi. 60 65 kg đưa lại mặt vừa mã 2 nha. 60 65 kg đưa lại mặt vừa mã 2 nè. Chào Dương Văn Ôi nha. Ủa ai đang xem chơi cho em xin một chấm thì sao em không thấy ai tương tác hết vậy? Em không thấy ai tương tác hết vậy, có bị lắc không mọi người? Có bị lắc không mọi người? Đây nha, cái này cũng cũng form từ 60 kg đổ lại mặt vừa nha. Form từ 60 kg đổ lại mặt vừa nha mọi người. Ai lấy cái này comment mã 3 giúp em nha. Mã 3 nha, 60 kg đổ lại mặt vừa mã 3 nha. Rồi cái này cũng cũng 60 kg đổ lại mặt vừa nha. Rồi mình thấy da thịnh trần rồi là 60 kg đổ lại mặt vừa nha. Mã 4 nha mọi người. 60 kg đổ lại mặt vừa mã 4 nha. Có cái quần đùi này mặc đẹp lắm nè chứ Đào. Cái này chứ mặc vừa nè.
Cái quần này em cũng sale có 35.000 nè. Cái này là chất liệu giống như là vải phi vậy mà nó có co giãn nhẹ nè. Rồi ai lấy quần comment mã quần giúp em nha. Quần nha. Quần nha mọi người, ai lấy quần comment mã quần giúp em nha. Rất là đẹp luôn á, mặc lên form rất là đẹp luôn á. Rồi. Mã 4 à. Mã 4 là cái này đúng không Gia Thịnh? Mã 4 là cái này đúng không? Ok giúp mình nha. Mã 4 là cái này đúng thì ok giúp mình nha. Mấy cái áo này á, em bao chất vải cho mọi người luôn. Em nói thật, em bao chất vải cho mọi người luôn và không có đi đâu bán được cái giá này cho mọi người luôn. Chất vải nha, đồ thiết kế rất là đẹp luôn nha. Nó may sắc sảo đến từng chi tiết luôn á mọi người. May rất là sắc sảo luôn nha. Sao em thấy nó cứ bị tối tối vậy ta? Rất là sắc sảo nha mọi người. Đúng em lấy cái này không Gia Thịnh Trần? Chào hải sản tươi nha. Em lấy cái này đúng thì ok giúp chị nha. Rồi cái này mã 5 nha mọi người. Form 55kg trở lại mặt vừa đắp chéo nè. Mã 5 nha. Bạn nào lấy mã 5 comment mã 5 giúp mình nha. Quay chị làm gì, chị bán đồ mà quay cái mặt chị làm chi. Đây nha. Mã 5 nha, ai lấy cái này comment mã 5 giúp mình nha, mã 5 nha. Rồi, cái áo này cực kỳ xinh luôn nha mọi người. Áo này cực kỳ xinh luôn, 60kg trở lại mặt vừa, cực kỳ xinh luôn nha. Ai không lấy cái này là tiếc nè. 60kg trở lại mặt vừa, comment mã 6 giúp em nha, mã 6 nha. Ai không lấy cái này là tiếc cái anh chịu đó, mã 6 nha mọi người, mã 6 nha. Ai lấy cái này comment mã 6 giúp em nha. Rồi một cái áo kiểu bẹt vai nha mọi người. Áo kiểu bẹt vai nha. Hôm trước giành giật lấy hôm nay lại sót lại nè. Một cái áo bẹt vai nha. Cái cổ ngang nha mọi người. Sao bị tối vậy ta. Cổ ngang nha mọi người. Đây nha, mặc cái cổ nó ngang như thế này nha. Form này 55kg trở lại mặt vừa nha mọi người. 55kg trở lại mặt vừa giúp em nha. 55kg trở lại mặt vừa nha. Ai lấy cái này comment mã 7 giúp em nha. Mã 7 nha. Mã 7 nha. Đây nha. Áo này là form từ 60kg trở lại mặt vừa nha. 60kg trở lại mặt vừa. Để em mặc thử cho mọi người xem. 60kg trở lại mặt vừa. Đấy. Dạng giải von dúng 2 tầng nha mọi người. Von dúng 2 tầng nha, mặt cực kỳ xinh luôn. 60kg trở lại mặt vừa nha. Von dúng 2 tầng nè. Ai lấy cái này comment mã von giúp em nha. Chào Thúy Nguyễn nè, mã von nha. Ai lấy cái này comment mã von giúp em nha.
Mọi người còn xem không ạ? Chấm giúp em một chấm đây. Mọi người còn xem không? Chấm giúp em một chấm đây rồi em lên đầu tiếp cho mọi người nha. Không ai lấy cái áo von này à? Áo von này đẹp lắm đó. Rồi nha. Áo ngủ nha mọi người, form 60kg đôi lại mặc vừa luôn nha. Áo ngủ form 60kg đôi lại mặc vừa luôn nha. Đây nha, cái ren rất là đẹp luôn nha mọi người. Em bao giặt cũng không bị chày nha, cổ tim nha. Cái này em còn hai màu nè. Em còn hai màu nha mọi người. Màu cam với lại màu xám nha. Form 60-62kg vẫn mặc vừa nha mọi người. 60-62kg vẫn mặc vừa nha. Giải vải co giãn rất là mát luôn nha. Em còn hai màu nha, màu xám với lại màu cam nha. Ai lấy cái nào thì comment mã đó cho em nha. Xám với lại cam nha. Sao em không thấy ai tương tác gì hết vậy ta? Rồi nha, áo này là form từ 55kg độ lại mặc vừa nha, 55kg độ lại mặc vừa nha mọi người. 55kg độ lại mặc vừa. À, lấy cái này comment mã chính cho em nha, mã chính nha, 55kg độ lại mặc vừa mã chính nha. 55kg độ lại mặc vừa mã chính nha mọi người, mã chính nha. 55kg độ lại mặc vừa mã chính giúp em nha, mã chính nha. Cái gì hoài vậy chứ. Rồi cái áo này cực kỳ xinh luôn nha. Để em mặc cho mọi người xem. Áo này cực kỳ xinh luôn. Điện thoại hot đen luôn. Đây nha. Một cái áo này. Áo này là form từ 60kg độ lại mặc vừa nha. Áo dạng tay cánh dơ như thế này là 60kg độ lại mặc vừa nha mọi người. 60kg độ lại mặc vừa giúp em nha. Đây. 60kg độ lại mặc vừa nha. Nhiêu ký? Hỏi cái này đó hả Gia Hịnh? Cái này là 55kg độ lại mặc vừa nha. 55kg độ lại mặc vừa. Còn cái áo đen mình vừa mặc là 60kg, 62kg vẫn mặc được nha. Hello bé Vân. Rồi lấy cái này thì comment cho mình mã chính nha. Chính nha. Còn cái áo đen này là mã 10 nha mọi người. Áo đen là 60kg độ lại mặc vừa. Mã 10. Rồi đây còn cái váy nha, cái váy này em sale cho mọi người 35k luôn, váy 35k luôn, form 50kg rồi lại mặc vừa nha. 35k nha, chất liệu von nha mọi người, màu này là màu sữa. Màu này là màu sữa nha, em sale luôn 35k cho mọi người nha, màu sữa nha. Ai lấy váy comment váy giúp em nha. Rồi đây là cái này là tầm 60kg rồi lại mặc vừa nha. 55kg, 58kg đổ lại mặc vừa. Lấy cái này comment mã 11 giúp em nha. Mã 11 tay dài, có tay dài nè, có in chữ nha. Mã 11 giúp em nha mọi người.
mã 11 nha, ai lấy cái này comment mã 11 giúp em nha. Màu hồng nhạt á mọi người. Màu hồng nhạt nha. Rồi cái này là dạng cổ ngang nha mọi người, cổ ngang nha. Áo này là vừa vừa tới mí luôn quần thôi nên là mọi người mặc mấy cái quần cạp cao á rất là dễ thương nha, tay dài nha. Chất liệu len nha, 60-63 kg vẫn mặc được nha mọi người. 60-63 kg đổ lại mặc vừa nha. Ai lấy cái này comment giùm em mã 12 nha. Mã 12 nha mọi người, mã 12 nha. Rồi. Cái này 60 kg nha, cổ tròn sọc nha, 60 kg cổ tròn sọc tay ngắn nha mọi người. Tay ngắn nha. Tay ngắn nha, cái này ai lấy cái này comment mã 13 giúp em nha, mã 13 giúp em nha mọi người. Rồi. Cái này rất là xinh luôn nha, có xẻ tà nè, giả túi nữa nè. Đấy, cổ tròn nha mọi người. Xẻ tà xả túi còn. Xẻ tà nè, cái này là giả túi đó, cái nắp túi giả đó. Con đi chỗ khác nha. Vá mẹ hoài túi giả nha mọi người. Đấy, ở đây là có xẻ tà luôn nè. Rồi cái này form từ 55 kg được là mặc vừa nha. Ai lấy cái này comment giúp em mã 14 nè. Mã 14 nha. Bây giờ con muốn quậy đúng không? Ai hay cái khỉ đó, nó đang quậy chị nè, nó quậy te tua chị không có làm được với nó luôn nè. Chà, bé bé bận quậy rồi. Nãy giờ em hỏi mấy cái đó em có lấy không, Gia Thịnh Trần em có lấy không, để chị cho em xem lại nè. Sao con phá hoài vậy chứ? Nó cứ đi theo nó phá chị hoài nè. Em có xem lại mấy cái đó không, để chị cho em xem lại nè. Gia Thịnh Trần, nó quậy như con heo của em ơi. Sao mình cứ cảm thấy nó tối vậy ta, nó tối ghê luôn. Em thấy màn hình có tối không vậy Mạnh Nguyễn? Cái gì? Chứ đào à. Mà em không có nhớ, cứ để cái tên đó là có mấy cái áo 60 kg em đưa cho chị xem đó. Có mấy cái áo 60 kg đó, để em để em cho xem lại nha. 60 kg nha. 60 kg là chỉ lấy cái này đi nè, em mặc em đảm bảo chứ mặc bao đẹp luôn á, vải rất là mềm đẹp luôn nha. Cái này hôm bữa em bán 170 ngàn á, hôm nay em sale có 35k, không lấy nữa thì thôi luôn á. 60 kg nha, vải rất là đẹp luôn chứ. Mạng yếu à. Rồi lấy cái này chốt mã 1 giúp em nha, mã 1 nha, chứ lấy cái này đi em đảm bảo mặc rất là đẹp luôn. Mai mốt mà kiếm mua rẻ như thế này cũng không có đâu á, em nói trước vậy đó. Mấy cái màu đen lên đây làm như nó nhìn nó không thấy rõ á chứ. Cái chỗ này bình thường em la trên phòng, hôm nay em la ở dưới nhà cho nên là nó hơi tối. Rồi nha, lấy cái đen nha. Rồi 60 kg lấy cái sọc này cũng rất là dễ thương luôn nè. Chào bé đẹp gái nha, mã 1 rồi. Cái sọc này mã 2 giúp em nha, 60 kg mã 2 nha. 60 kg mã 2 nha. 60 kg mã 2 giúp em nha. 60 kg mã 2 nha. Sáu mươi ký mã ba giúp em nè. Cái áo này mặc lên cưng lắm á.
60 kg mã 3 nha. Chứ lấy cái nào chứ, chứ bấm đúng mã giúp em nha, bấm đúng mã giúp em, không là em lấy nhầm đó. Không là em lấy nhầm đó. Mã 3 nha. Mã 2 là cái sọc nè, mã 2 là cái sọc nè, mấy cái sọc này á em bán được lắm luôn á. Bây giờ người ta đang thịnh mặt mấy cái cứ sọc sọc như vậy á. Cái sọc là mã 2 nha. Cái này là mã 3 giúp em nha, 60 kg mặc vừa nha, mã 3 nha. Rồi, cái này mã 4 nha. Mã 4 nha. Cái này mã 4 nha. Sao một hoài vậy? Bị lắc hả chế? Sao một hoài vậy? Chào Duy Duy nha. Mã 2, mã 3 có lấy không mà sao em thấy một hoài vậy kìa. Đây nha, mã 2 nha. Mã 3 nha, có lấy hai cái này không? Mã 2 nè. Mã 3 hả? Mã 3 mặc chung với cái. Mã 3 chứ có thể mặc chung với cái này được nha. Em có chân váy nữa. Nè, mã 3 có thể mặc chung với cái này nha. Cái quần này cực kỳ đẹp luôn, em định em chừa lại mặc nhưng mà em mặc nó hơi bị rộng, mặc nó không có vừa, chứ em thích cái quần này lắm luôn. Đây nha. Quần nha, lấy quần comment mã quần nha. Mã 4 ok nè. Mã 4 ok nè. Quần này nha, quần này chứ mặc vừa nè, mã 4 nè. Ủa, lấy cái này comment mã quần nha, với cái áo mã 3 nha. Có lấy hai cái này không? Cái quần này nè chứ. Có dây kéo ở sau nha. Cái dạng phi bóng bóng á, nhưng mà nó có co giãn nha mọi người, nó có co giãn nha. Mua mấy cái cũng không phi ship nha bạn, tại vì cái này mình sale, mình xả hết hàng cũ để mình lấy hàng mới á, không còn lời nữa thật sự luôn. Mọi người mua ở đây rồi mọi người thấy cái chất liệu nè, xong rồi mai mốt đi tìm chỗ khác mà mua giá rẻ như này nữa là không bao giờ mua được luôn. Rồi nha. Lấy cái áo mã 3 thì ok giúp em nha. Chào Trương Hưởng nè. Lấy cái áo mã 3 thì ok giúp em nha. À em còn mấy cái chân váy 60 kg chị. Có lấy hai cái này thì ok giúp em đi, rồi em cho xem chân váy 60 kg. Mọi người mua ở đây là quá rẻ luôn nè, nên là mai mốt á mọi người đi tìm chỗ khác mà mua giá như thế này là không bao giờ mua được đồ mặc đâu, em nói thật luôn. Có lấy cái quần với cái áo mã 3 thì ok giúp em nha. Rồi. Rồi nha, 60 kg cái này vẫn mặc vừa nha. Tay dài màu hồng nha, ở đây có in chữ nha. Tay dài màu hồng có in chữ nha. Cái này mã 5 giúp em nha. Quần đâu chế? Đây nha, quần đây nè em. Quần nha, ai lấy cái này comment mã quần giúp em nha. Quần này em còn 5-6 cái lận. Ai lấy cái này comment mã quần giúp em nha. Quần này có co giãn nhẹ, cực kỳ đẹp luôn nha. Lấy quần thì comment mã quần nha. Rồi nha, cái này mã 5 nha. Có lấy cái này comment mã 5 giúp em nha. Mã 5 nha. Rồi nha, cái này mã 6 nha. Mã 6 nha mọi người. Áo là chứ đang lên mấy cái áo 60 kg nha. Đang lên mấy cái mẫu áo 60 kg nè. Mấy cái đang lên này làm 60 kg mặc vừa hết nha em. Đây nha, cái này 60 kg rồi lại mặc vừa nha.
chất vải em bao đẹp luôn nha mọi người. Áo này là áo thiết kế luôn á. Rồi lấy cái này comment mã 6 giúp em nha. Mã 6 nha. Mã 6 nha. Rồi thêm một cái mã 60kg nữa, mã 7 nha. 60kg mã 7 nha. 60kg mã 7 nha. Ai lấy cái này comment mã 7 giúp em nha. 60kg mã 7 nha. Mọi người có nghe em nói không ạ? À? Mọi người có nghe em nói không? Chào giải thưởng Messenger nha. Mọi người có nghe em nói rõ không ạ? À? Rồi nha. Hai cái áo này cực kỳ xinh luôn nha mọi người. Em còn hai cái nè, một cái màu cam, một cái màu xám nha. Form này là form 60-65kg đồ lại mặc vừa nha. Form này là form 60-65kg đồ lại mặc vừa nha. Rồi ai lấy cái này xám thì comment xám. Màu hồng thì comment hồng giúp em nha. Rồi áo này mặc chung với lại chân váy hay là quần đùi gì rất là đẹp nha. Chất liệu von 2 tầng nha mọi người. Von 2 tầng nha. Von 2 tầng nha. Cái này cũng form 60kg là mặc được đó. Von 2 tầng nha. Ai lấy cái này comment cho em von nha. Von 2 tầng nha. Von 2 tầng nha. Mọi người lưu ý chốt đơn là lựa cho em từ 3 sản phẩm trở lên em mới ship nha. Từ 3 sản phẩm trở lên em mới ship nha mọi người. Nên là mọi người có đơn thì mọi người gán lựa nha, gán lựa cho em nha. Rồi nha, ai lấy cái này comment mã von giúp em nha. Von 60kg mặc vừa nha. Rồi nha, hồi nãy chứ Đào hỏi cái này nè, có lấy cái này không? Cái này cũng 60kg trở lại mặc vừa nha. 60kg đổ lại mặc vừa nha mọi người. 60kg đổ lại mặc vừa nha. Lấy cái này comment mã 9 giúp em nha. Lấy cái này comment mã 9 giúp em nha. Mã 9 nha. Đây nè, cái này là cái siêu phẩm nha mọi người. Ai hốt cái này thì hốt ngay nha. Cái này mặc với lại cái nịt áo đây nè. Mặc vô rất là sang chảnh luôn nha. Mặc với quần đùi hoặc là quần dài cũng được nha mọi người. Có lấy cái này đúng không? Lấy cái này thì ok giúp em nha. Rồi ok mã 9 nè. Hốt cái này luôn nè chơi. Cái này em bao đẹp luôn á. Mặc với cái nịt bụng á, mình mặc với quần đùi cũng rất là sang nha. Mã 10 nha. Mã 10 nha. Quần đùi cũng rất là sang nha. Mà quần dài cũng được nha. Cái chất liệu vải rất là đẹp luôn nha. Cái này là cái dạng mà mình mặc nó bụi bụi á, mà nó vẫn sang nha chị. Nó vẫn sang nha. Rất là đẹp luôn nha. À lấy cái này comment mã 10 giúp em nha. Mã 10 nha. Lúc nãy em có mặc lên nữa. Kéo cái mã 10 ai lấy comment mã 10 giúp em nha. Rồi ok chứ em chốt cái đó rồi đó. Mã 10 nha. Kéo lại cái clip này là thấy. Là thấy em mặc mẫu thử cái áo này nha. Áo này cực kỳ đẹp nha. Rồi ok mã 10 luôn nè. Rồi mã 11 nha. 60kg đồ lại mặc vừa nha. Mấy cái này là mã 11 nha. Form 60kg mặc được nha. Mã 11 nha. Mã 11 nha. 60kg mặc được nha. Mã 11 giúp em nha. Mã 11 giúp em nha. Mã 11 giúp em nha. Cái vải này là em bao luôn á. Em bao đẹp luôn á. Rồi nha. Cái này là form bự nha. Trên 60kg mặc vẫn được nha. Mã 12 nha. Trên 60kg mặc vẫn được nha. Trên 60kg mặc vẫn được nha. Mã 12 nha. Mã 12 nha mọi người. Mã 12 nha. Cái vải nó rất là đẹp luôn á. Mã 12 nha. Mã 13 nha. Mã 13 nha mọi người. Cái này là xám nha. Cái này mà màu xám mà nó có viền cổ viền tay nha mọi người.
Mã 13 giúp em nha. Cái vải này rất là mềm luôn, rất là mềm luôn, mọi người mặc vô rất là thoải mái luôn á. Mã 13 giúp em nha. Mã 13 giúp em nha. Rồi nha, ai lấy cái này hốt liền cái này giúp em. Cái tiền ren không là đủ tiền luôn nha mọi người, ren không là đủ tiền nha. Rồi cái này mã 15 giúp em nha. Mã 15 nha, cái đống ren này là đủ tiền luôn nha mọi người. Tay cánh dơi nè, cái này lên ren rất là đẹp luôn nha mọi người. Ren rất là đẹp luôn nha. Nào, mua cái này là mã 15 nha, ai lấy thì chốt liền nha. Cái ren này là đủ tiền luôn nha mọi người. Cái ren rất là mịn, rất là đẹp nè. Mã 15 nha, mã 15 nha mọi người. Mã 15 nha. Út ơi, chia sẻ giúp chị đi Út. Út chia sẻ giúp chị đi Út. Mã 15 nha mọi người, ai lấy hốt ngay con này nha. Quá trời đẹp luôn nè, đẹp xuất sắc luôn á. Mã 15 đẹp xuất sắc luôn nè. Không có chơi chửi thề nha, không có chơi chửi thề trên này nha. Mã 15 hốt đi nè, mã 15 đẹp lắm. Rồi nha, mã 16 luôn nha, mã 16 giúp em nha. Có cái hoa nổi nè, đấy. Hoa này là hoa thêu luôn nha mọi người, hoa thêu luôn đó, hoa nổi rất là đẹp nha, mã 16 nha. Mấy cái này là em lựa mấy cái 60kg mặc vừa đó. Ok, cuối chương trình em lựa gì tặng em luôn. Rồi nè, mã 16 nha, có hoa nổi nha. Mã 16 nha, mã 16 nha, mấy cái hoa đẹp ghê á. Mã 16 nha. Không có chơi chửi thề nha. Mã 17 giúp em nha mọi người. Bạn em nãy giờ chị đâu á? 16 nè, ok 16 nè. Cái 15 một đống ren như thế này mà không thích à. Cái 15 đẹp như thế này mà không thích à. Bạn em nãy giờ chị đâu có thấy lựa được cái nào đâu Út. Rồi nha, mã 18 nha. Mã 18 nha mọi người, mã 18 nha. Mấy cái vải này em bao đẹp luôn mọi người, bao đẹp luôn á. Mã 18 giúp em nha, mã 18 nha mọi người, mã 18 nha. Mã 18 nè. Rồi mã 19 luôn. Mã 19 luôn nha, mấy cái này á không có phải giống như là mấy cái hàng rẻ tiền khác mà mình mặc nó bị giống như là nó bị chạy cái đường chỉ đâu nè. Cái này mai rất là sắc sảo luôn nha mọi người. Mai rất là sắc sảo luôn đó, mọi người nhìn kỹ giúp em nha. Mai rất là sắc sảo luôn á. Rồi nha, cái này mã mấy quên rồi. Mã 18 mà, cái này mã 18 mà. Ai lấy cái này chốt giùm em mã 18 nha. Chào đồ si gia nghi nha. Dạ, mã 18 nha. Ai chốt cái này mã 18 giúp em nha. Mã 18 nha. Rồi, cái này rất là đẹp luôn nha, dệt kim tuyến luôn nha mọi người, dệt kim tuyến luôn nè. Dệt kim tuyến luôn nè. Mã 17 nha, mã 17 nha. Áo này dạng ngắn ngắn mình mặc chung với lại quần đùi hoặc là chân váy đâu đó là nó vừa tới mí quần nha mọi người. Vừa tới mí quần luôn nha, dệt kim tuyến nha, áo này vừa tới mí quần nha, form 60kg mặc vẫn được nha. Mã 18 giúp em nha mọi người, mã 18 nha. Cái này thấy vậy chứ mặc lên cưng lắm luôn á. Mã 18 nha. Mã 18 nha mọi người, mã 18 nha. Rồi cái mã 19 này là mặc lên cực kỳ đẹp luôn nè. Cái màu cũng đẹp nữa, mã 19 nha. Mã 19 nha mọi người, mã 19 nha. Ai lấy cái này comment mã 19 nha. Cái màu này lên rất là ngọt luôn á. Cái màu này mặc lên rất là ngọt luôn á, mã 19 nha. Mọi người chấm bài đi mọi người.
chấm bài tương tác đi cho nó đừng bị trôi bài nha mọi người. Chào chân tuyền nè, mã 19 giúp em nha, mã 19 giúp em nha. Ai lấy cái này comment mã 19 giúp em nha. Rồi một con sơ mi nha. Một con sơ mi mã 20 nha, sơ mi mã 20 nha. Ai lấy cái này comment sơ mi nha. Chị ơi giá như thế nào đấy? 100k 3 cái nha em. Sale đồng giá 100k 3 cái nha, mã 20 nha. Còn sót một con sơ mi duy nhất là mã 20 nha. Con này 60kg, form 60kg mặc vừa nha. Mã 20 nha. Rồi có muốn xem chân váy không? Em lên chân váy cho xem nè. Trời, ai xem chân váy không? Em lên chân váy cho xem nè. Chân váy form 60kg nha. Chân váy form 60kg nha mọi người. Chào Nguyễn Tuấn nha. Chị Đào ơi, khát nước không chị? Em gửi xịt tin cho chị nha. Gửi xịt tin cho chị đi. Bây giờ em có chân váy nè, em có chân váy form 60kg nha. Chị nhắc lên chương nè, em có form, em có váy chân váy form 60kg nha. Bây giờ em lên chân váy nha mọi người. Chân váy em còn nhiều lắm mà em để trên kho rồi, bây giờ ở dưới này còn một số mẫu thôi. Đây nha. Form 60kg nha mọi người. Hàng này là hàng nhập luôn á. Đây nè mọi người nhìn xem nè. Đây nha. Ai lấy cái này comment mã 1 giúp em nha. Chân váy mã 1 nha. Chân váy mã 1 giúp em nha. Chân váy mã 1 nè. Nè mọi người xem nè. Chân váy mã 1 giúp em nha mọi người. Chân váy mã 1 nha. Chân váy nha, chân váy form 60kg nha, em mặc rất là rộng nha mọi người. Em mặc rất là rộng nha. Đây nha. Form 60kg nha. Form 60kg nha mọi người, có hàng nút nè, cái này em có. Em còn 5 màu nha. 60kg cái này em còn 5 màu nha. Em còn 4 màu nha. 60kg em còn 4 màu nha mọi người. Vàng nè. Màu vàng nè. Màu gạch nè. Màu đen nè. Và màu đỏ đô nha. Rồi ai lấy chân váy thì comment chân váy giúp em nha. Đây nha mọi người. Chân váy nha. Chân váy nha mọi người. Em có 4 màu nha. Trong váy này em có 4 màu nha. Dây kéo bên hông nha. Rồi nha. Trong váy này em có 4 màu nha. Màu đỏ đô nè. Màu đen nè. Màu gạch nha. Với lại màu vàng nè. Màu vàng nha. Ai lấy cái nào comment màu giúp em nha. Ai lấy cái nào comment màu giúp em nha. Nè màu vàng nha mọi người. Màu vàng nha. Màu vàng nha. Màu gạch nha.
form 60kg. Chân váy này thì em cũng để cho mọi người là 100k 3 cái luôn nha. Nói chung là hôm nay em sale toàn tập cho mọi người luôn á. Đây nha, màu đen nha và màu đỏ đô nha, và màu đỏ đô nha. Ai lấy cái nào thì comment màu đó cho em nha, em còn 4 màu nè. Cái nào ơi, em còn một cái váy này form 60kg mặc đẹp lắm. Còn đó hôm em lên cho xem là còn đó cho em một chấm đi, em lên cái váy này cho xem cực kỳ đẹp luôn. Cái này một lớp mà em còn có một cái, một duy nhất luôn á. Còn đó hôm cho em một chấm đi, em lên cái chân váy này cho xem nè. Chào Thanh Tòng nha. Alo alo, còn ở đó không? Em lên chân váy, em lên cái váy này cho xem nè, cái váy này đẹp lắm luôn mọi người. Form 60kg mặc đẹp lắm luôn á. Nè, em còn một cái duy nhất.